em nấu nha, anh chỉ làm rau sống thôi đó, anh nói trước á. Hai em nấu hết, anh làm rau sống thôi. Chứ sao kỳ vậy? Cho anh nghỉ ngơi bữa. Không được. Mình là có biết khán giả sẽ cầm lên mẹ đó, khán giả sẽ tôi thích mẹ. Không, khán giả biết anh nấu được rồi. Không có. Mà mấy lần này nấu mấy anh em ăn. Mình có cá nè. Cá. Mình có heo nè. Heo. Mình có gà nè, lòng cá, gà nè. Khoan, khoan, cá mình phải mua gừng, mình thử mua tanh không mẹ? Không. Không luôn hả? Đồng ghê chưa? Ôi, xin chào. Vô. Ờ, đây. Vô. Vô. Đây, gia đình đang đi nha. À, gia đình vui vẻ không? Yeah. Trời ơi, ba cái đồ quỷ này mà nhăm nhò gì. Các em phải trưởng thành đi, anh không thể nào bên cạnh để dìu dắt em hoài được. Tụi em mãi là những em bé bé thơ thôi, không muốn trưởng thành. Kiếm bình tức. Vâng. Đâu đâu, heo quay giải nè. Đây là khu bán đồ ăn anh làm sẵn nè. Heo quay còn chị? Cho em heo quay da siêu giòn. Vịt quay ngon quá vậy? Đúng rồi. Dạ. Đúng, em muốn ăn thử coi cái vị nó như thế nào. Bóc luôn đi chứ tâm gì nữa. Ủa, tâm mẹ nè. Tâm cho lịch sự ha. Lịch sự đi. Chị ơi, có nước chấm giùm chị. Chị cho em ăn cái đó thử đi chị. Giòn đâu? Thì bảo vậy mới ăn xa xíu nè. Có giòn đâu? Ê, bây giờ mình tính vậy đi. Mình ăn thử mình thấy không. No, rồi. Thấy no rồi thôi mình đã mua chị. Ủa gì vậy? No rồi thôi đi. Bắt cười. Đỡ biết mấy luôn. Thôi phải mua cho chị một cái không? Không ạ. Có xíu ngon hơn. Có xíu ngon á. Ừ, thôi hiểu đi. Da da heo heo quay mình bị ngấy á. Cái đó mình ăn mấy món kia không nổi. Cho em bông rạng. Bông rạng. Anh ơi. Mua vậy ta chửi mình á. Chị. Tém cục bên này, cục bên này. Đó, nó có mỡ, nó có da. Để lát vậy em cắt cho vợ cắt. Dạ. Thôi thì cắt. Cắt không? Cắt luôn. Cắt luôn đi. Cắt lát cho đi luôn đi. Lát em về em ăn cơm. Chị cắt kiểu nhích nhát cho em nha. Cho đẹp. Ê, mình ăn no rồi thôi, mình nấu nước gì nữa ta? Tấn. Đúng rồi, không nấu gì nữa. 6 người thôi, bên kia 6 người nữa. Nay 18 người ăn con mà. Thiệt, dư luôn á vậy, nhiều lắm. Con cá đó mà, con cá chiên giòn nó ăn không hết nổi. Ủa, có cần mua gạo không? Dạ. Ủa à, chưa? Mê rồi chứ gì? Chị ơi, chị, khoan có gì ơi. Bỏ sao vậy? Cho em coi cái. Đủ em mũi em. Ít quá. Ít quá. Thêm miếng đi. Thêm miếng đi chị. Mình dư mà mẹ. Chị cắt mỏng đó chị cắt dày quá, nó hao. Dạ. Hay mình để thấy nó cũng đẹp nè. Trời, ăn không hết đâu. Ăn không hết thì đoàn ăn nhiều lắm. Chứ mình để dư tiền cũng không làm gì hết. Đoàn có cơm chiều đây, đoàn ăn tiền rồi. Nhưng mà mọi người đói liền nè. Đói đó đúng không? Hai bên em thơm tôm tem kìa. Để hai con. Con hả? Để hai con. Đây còn đi, đây còn đi. Đó này hả? Cái này hả? Ngon. Cái này hả? Cái này cái này phải gạo. Nếu có đó buông vịt ngon hơn. Giờ để mấy anh em ăn vịt hay ăn gì? Anh là dịch quay nha. Dịch Dịch hả? Dịch em. Cho em có dịch quay gì ơi. Trời, tiền nhiều luôn, đỉnh em mua gì cũng ăn. Đúng rồi. Nạc nạc xíu. À. Thì nhắm con nào nạc nạc cho em cảm. Ủa. Con phải kiểm tra chất lượng chứ mẹ. Ê, sao. Thôi rồi, sao xong rồi. Có. Ê. Hả? Có khi nào mình vung tay quá chán rồi tới nửa ra mình mang nợ không? Dạ, chặt cái gì? Không có đâu, không nợ đâu. Dạ. Xui xui lắm. Ra dễ lắm. Bỏ nguyên con heo quay lại. Bỏ nguyên con dịch quay lại. Chị nói là không có dao lại đây, cắt bằng kéo không à. Cắt kéo đi không sao đâu anh. Cắt luôn chị. Cắt kéo luôn đi. Khoan, giờ em nhẩm lại, nhẩm giá tiền nha. Con dịch là bao nhiêu chị? Con dịch này là 120. Là bao nhiêu ký chị? Chị cưng em con nhỏ nhỏ à. No à, tôi no đó. Nấu nước gì nữa. Bao nhiêu chị? 263 ngàn, lấy em 250 nha. Đúng. Cảm ơn rồi, chị. 263 thôi chị ơi. Khoan, 263 ngàn.
260. Còn dư nhiều tiền lắm. 360. Không, dư, vẫn dư. Dư khoảng tầm 450, 500 á. Cái này anh không biết nha. Gì đâu vậy? Hồi nãy con không biết chị có trộn đồ không? Anh kỳ quá, tụi em phải test thử. Trời, siêu thị chứ mình cũng phải để ý. Mẹ dặn rồi. Đúng vị nha. Ngon á, đúng rồi, đúng nó luôn á. Đúng vị á. Uy tín. Ăn kem. Hả? Kem hả? Ừ. Kem đâu? Đây nè. Ôi mà trời ơi là trời. Trời ơi là trời, đi chợ siêu thị về nấu đồ ăn mà không phải là đi trung tâm thương mại đâu. Quá tài, ăn hết này tới khác. Quá tài hả? Quá tài, quá tài. Quan ngẫu là mang nữa mà mang nợ. Quan ngang là hỏng giòn. Đúng rồi, hỏng giòn. Mẹ định lấy ngang ngỗng nữa mà bay vậy cho mấy rồi. Ôi sợ hỏng giòn. Một người mẹ dẫn hai đứa con đi siêu thị. Thôi tụi con, nhà mình đủ ăn rồi. Khi dẫn con đi siêu thị, anh Giang có gặp tình huống giống như vậy không? À, Trường Giang là rất là hay đưa con gái đến tình yêu siêu thị đây luôn nè. Ở đây bạn nào làm nhân viên đây chắc sẽ biết. Hai cho con bịt mặt là bắt đầu vô đây đi rất là nhiều. Mà trên đây thì có một cái tính là bạn chỉ mua cái gì bạn thích thôi. Với lại anh nói là con hôm nay con sẽ đi mua con gấu bông là và mua đúng gấu bông về thôi. Chứ không có đòi, không bao giờ đòi. Vậy là hớp đòi á? Không, hớp thì không đòi. Có mẹ nó hay đòi. Ồ, ủa vậy hả? Vậy là hay đòi nãy kia, đòi sổ này sổ kia rồi. À, sổ này sổ kia. Con trai theo mẹ mà, sao này đòi chung á. Không, anh sẽ huấn luyện. Huấn luyện là đừng có gì hết con ơi, cuộc sống này vô thường lắm. Đúng. Ủa, đi là nhiều lượng xong về vậy luôn. Đi đi, mai vô đây lắm nè. Đi đi hay vô đây lắm. Mà tin đi là thích ăn spaghetti. À, đồ Âu ha, đồ Âu. À, đồ Âu. Rồi ăn cơm. Cơm quê hả? Ăn cơm quê. À. Rồi canh bí đỏ rồi đó. Dễ ăn. Canh bí đỏ, canh mồng tơi, canh rau ngót rồi đó. Bao đã bé thôi được mà. Bé không ăn được mắm tôm. Bé còn nhỏ chưa ăn mắm. Ê, mình ăn no rồi mình nấu nước gì nữa ta? Tấn. Đúng rồi, không nấu gì nữa. 6 người thôi, bên kia 6 người nữa. Nay 18 người ăn con mà. Thiệt, dư luôn á vậy, nhiều lắm. Con cá đó mà. Con cá chiên giòn nó ăn không hết nổi. Ủa, có cần mua gạo không? Ủa quà chưa? Mê rồi chứ gì? Chị ơi, chị khoan có gì ơi. Ủa sao vậy? Cho em coi cái. Đủ em mũi em. Ít quá. Thêm miếng đi. Thêm miếng đi chị. Mình dư mà mẹ. Chị cắt mỏng mỏng đi chị cắt dày quá nó hao.